Hi, xin chào các mẹ. Chào mừng các mẹ đến với channel Bỉm Sữa của Linh. Linh có nhận được một cái câu hỏi của mẹ Trang Trần như thế này: chị ơi, bé Sam nhà chị có bị biếng ăn sinh lý hay không? Và nếu có thì làm thế nào để chị có thể vượt qua được giai đoạn biếng ăn sinh lý? Chính vì câu hỏi này của mẹ Trang Trần mà mình quyết định quay video ngày hôm nay để chia sẻ về giai đoạn biếng ăn sinh lý của em bé và cái cách để chúng ta có thể vượt qua được. Mẹ Trang Trần ơi, mẹ không cô đơn một tí nào đâu. Bé sau nhà mình cũng gặp phải biếng ăn sinh lý. Và mình thấy là 100% các bé đều có hiện tượng biếng ăn sinh lý nhẹ hay là nặng mà thôi. Bây giờ thì cùng tìm hiểu với mình về biếng ăn sinh lý là như thế nào nhé. Thì đầu tiên là biếng ăn đã. Biếng ăn là gì? Là khi mà các mẹ thấy là em bé đang ăn bình thường thì đột ngột em bé ăn rất là ít, lượng ăn của con và lượng sữa của con giảm đột ngột. Em bé có cái hiện tượng là rất là sợ ăn và quấy khóc, không chịu ăn. Em bé đang ngồi ghế ăn dặm rất là ngoan thì có những cái dấu hiệu như là đòi ra khỏi ghế ăn, không chịu hợp tác trong ăn dặm. Bữa ăn của con có thể kéo dài đến quá 40 phút. Và một số em bé thì đã qua 1 tuổi rồi nhưng mà không chịu ăn dặm và chỉ thích uống sữa thôi. Và biếng ăn thì chúng ta chia làm 3 loại. Thứ nhất là biếng ăn sinh lý thì thường rơi vào những cái tuần khủng hoảng của con, những cái đợt phát triển kỹ năng của em bé. Hay là biếng ăn bệnh lý thì hay gặp phải trong những cái trường hợp mà em bé bị bệnh, em bé mệt, bị cảm, bị sốt hoặc là em bé bị bệnh về đường tiêu hóa khiến con rất là khó ăn và rất là khó hấp thu thức ăn. Tiếp theo là biếng ăn tâm lý thì cái hiện tượng này thường được hình thành trong cái quá trình mà các mẹ cho em bé ăn dặm và gặp phải rất nhiều ở những cái mẹ mà ép em bé ăn. Trong khuôn khổ của video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các mẹ thật là kỹ về biếng ăn sinh lý để các mẹ có thể nhận biết và tìm cách khắc phục nhé. Đầu tiên thì một tin buồn là biếng ăn sinh lý đương nhiên sẽ xảy ra và sẽ xảy ra khá là thường xuyên. Nó sẽ thường đi kèm vào những cái tuần khủng hoảng của em bé. Thế nhưng mà một tin vui là biếng ăn sinh lý thì sẽ sớm qua đi thôi. Thường là sẽ mất khoảng vài ngày để em bé có thể vượt qua được giai đoạn này. Cái điều quan trọng là chúng ta cần phải nhận biết và đồng hành cùng con trong cái giai đoạn mà em bé biếng ăn sinh lý. Thì nếu như khi mà các mẹ thấy hiện tượng là em bé biếng ăn, em bé không tập trung trong ăn uống thì các mẹ nên nghĩ ngay đến biếng ăn sinh lý đã. Các mẹ hãy đối chiếu vào những cái tuần khủng hoảng của con xem là con đang có phải nằm trong cái giai đoạn tuần khủng hoảng nào hay không, con có đang tập và hoàn thiện một cái kỹ năng gì hay không. Thấy chị ăn lại đi. Một cái giai đoạn biếng ăn sinh lý điển hình đó là giai đoạn khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Khi đó thì em bé đang tập lật lẫy, em bé sẽ chỉ tập trung phát triển những cái kỹ năng này thôi và thường là bỏ sữa và biếng bú, không chịu bú mẹ. Mặc dù là giai đoạn biếng ăn sinh lý có thể nhanh chóng được vượt qua, thế nhưng mà mình biết rằng cái tâm trạng chung của tất cả các mẹ là khi thấy em bé biếng ăn, em bé ăn ít đi thì các mẹ sẽ rất là nôn nóng và sốt ruột. Mẹ sẽ muốn tìm đủ mọi cách làm thế nào để em bé có thể ăn uống ngon trở lại, em bé ăn dặm hợp tác hơn. Và đây cũng là một cái khởi nguồn rất dễ dẫn đến mẹ có cái tâm lý sốt ruột và ép em bé ăn, khiến cho em bé bị biếng ăn tâm lý. Nó sẽ ảnh hưởng về lâu về dài cho sức khỏe và cái tâm sinh lý của con. Bé Sam nhà mình thì cũng không ngoại lệ. Con bị biếng ăn sinh lý ở trong giai đoạn tầm 3 tháng tuổi. Lúc đó thì tập lẫy rất là hăng. Sau khi mà con đã lẫy được rồi thì có những hôm là đang ngủ con sẽ bò chồm dậy, con lẫy, mắt thì vẫn nhắm nhưng mà mồm thì gào ầm lên. Và lẫy rồi mình lại phải vật con xuống để cho con ngủ lại. Trong cái giai đoạn đó thì em ăn rất là ít và đặc biệt là em bỏ bú bình. Lúc đó thì mình đã đi làm trở lại rồi. Mình làm việc khoảng 5 đến 6 tiếng một ngày. Trong thời gian mà mình đi làm thì bà sẽ cho con ăn bình, nhưng mà con lại có dấu hiệu từ chối bình. Con sẽ chỉ ti mẹ, đợi đến khi mẹ về để con ti mẹ, nhưng mà cái lượng ti của con thì cũng rất là ít. Lúc đó thì mình cũng rất là lo lắng. Và mình có đối chiếu thì mình biết rằng đây nó trùng với cái thời điểm tuần Wonder Week 12. Thì lúc đó thì không còn cách nào khác, mình bắt buộc vẫn phải tập bình lại cho con, bởi vì mình còn phải đi làm.
Và mình kiên trì tập bình cho con khoảng 5 đến 7 ngày, cũng đồng thời là kiên trì để không rơi vào cái tình trạng ép con. Và trong quá trình cho con ăn thì mình sẽ cho con ăn ở một nơi yên tĩnh và không bị sao nhãng bởi những cái tiếng động và những cái hoạt động của mọi người xung quanh. Kiên trì như vậy trong khoảng 5 đến 7 ngày thì bé Sam có thể quay lại được cái nếp sinh hoạt như xưa và có thể ăn bình trở lại. À, thực sự là may mắn bởi vì giai đoạn đó khá là vất vả. May mà nó chỉ diễn ra một tuần thôi chứ không kéo quá dài, nếu không thì cả nhà đều rất là oải. Giai đoạn thứ hai cũng rất hay gặp phải, đó là khi em bé bước vào giai đoạn ăn dặm thì cũng sẽ có thể dẫn đến là em bé bị biếng ăn. À, bé Sam thì gặp phải biếng ăn sinh lý ở tầm khoảng 10 đến 11 tháng. Lúc đó là con đang bập bệ nói một vài từ và con đang tập có thể đứng lên để tự đi được. Thì bé đang ăn dặm rất là hợp tác, vui vẻ, ngồi ghế ăn rất là vui vẻ. Nhưng mà lúc đó thì vẫn ngồi ghế ăn nhưng mà ngồi chỉ nghịch thôi, chỉ bôi đầy đồ ăn lên bàn rồi ném vứt hết đồ ăn. Ăn thì nhai nhả và không hề tập trung một chút nào cả. Lúc đó thì cái cách mà mình thực hiện đó là mình vẫn tuân thủ theo kỷ luật bàn ăn. Có nghĩa là kiên quyết với cái tôn chỉ là luôn luôn ăn là phải ngồi vào bàn ăn, không ăn rong, không tivi, không điện thoại, không gì hết, không sử dụng những cái thiết bị điện tử để dụ con ăn. Việc thứ hai mà mình làm là giãn cơ ăn chính của con và cắt đi bữa phụ để cho bữa chính của con thật sự đói và có cảm giác đói để con có thể ăn ngon miệng hơn. Đồng thời đó là mình áp dụng quy tắc đó là cơ hội 3 lần. Có nghĩa là đầu tiên mình cho em bé ngồi vào ghế ăn cho con ăn. Nếu như mà con hợp tác, con không muốn ăn thì mình sẽ cho con ra. Khoảng 5 phút sau thì mình cho con trở lại ghế ăn. Nếu như vẫn không hợp tác thì cho con ra và mời lại lần thứ 3. Nếu như mà đến lần thứ 3 mà vẫn không được nữa thì mình sẽ dẹp hết đi và đợi đến cữ sau. Với những em bé lớn hơn một chút, ngoài 1 tuổi rồi thì các mẹ sẽ có thể là áp dụng cơ hội 2 lần. Hai lần mời, nếu như mà không hợp tác thì chúng ta sẽ cho con ra và đợi đến cữ sau thì con mới được ăn. Ở trong bước này thì nhiều mẹ hay phạm phải cái sai lầm đó là các mẹ mời con quá nhiều lần. Các mẹ chú ý nhá, nếu như chúng ta mời con quá 3 lần thì có nghĩa đồng nghĩa với việc là các mẹ đang ép con ăn rồi đấy. Ngoài ra thì mình cũng cho bé Sam tham gia vào những bữa ăn của gia đình. Con nhìn mọi người ăn uống vui vẻ thì con cũng sẽ cảm thấy hào hứng hơn và hợp tác hơn trong quá trình ăn dặm. Và một điều mà mình luôn tâm niệm đó là giai đoạn biếng ăn sinh lý của con thì sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Điều mình cần làm duy nhất đó là quan sát con, nương theo con và chờ đợi kiên nhẫn cái giai đoạn biếng ăn sinh lý của con sẽ qua đi. Vừa rồi là những cái kinh nghiệm của mình trong việc vượt qua cái giai đoạn biếng ăn sinh lý của em bé. Mình hy vọng rằng nó đã giúp ích được cho các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi đến hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những video lần sau nhé. Bye bye!